Chính phủ Serbia đã quyết định tặng cho Việt Nam vaccine COVID-19 và một số trang thiết bị y tế. Điện đàm với Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn, Bộ trưởng Ngoại giao Nikola Selaković thông báo, chính phủ Serbia đã quyết định tặng cho Việt Nam vaccine và một số trang thiết bị y tế phòng chống COVID-19. Những điều cần biết về tiêm phòng vaccine COVID-19. Thực hiện nghiêm khuyến cáo 5K cho hộ chiếu vaccine COVID-19. Điện đàm với Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn, Bộ trưởng Ngoại giao Nikola Selaković thông báo, chính phủ Serbia đã quyết định tặng cho Việt Nam vaccine COVID-19 và một số trang thiết bị y tế. Ảnh, Tuấn Anh, ngày 27 tháng 8, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã có cuộc điện đàm với Bộ trưởng Ngoại giao Serbia Nikola Selaković. Tại cuộc điện đàm, Bộ trưởng Ngoại giao Serbia vui mừng trước những phát triển tích cực, bày tỏ coi trọng mối quan hệ hữu nghị truyền thống lâu đời giữa Việt Nam và Serbia với bề dày lịch sử hơn 60 năm, đồng thời khẳng định quyết tâm của lãnh đạo và nhân dân Serbia mong muốn tăng cường quan hệ với Việt Nam trên mọi lĩnh vực. Bộ trưởng Ngoại giao Serbia Nikola Selaković thông báo, trên cơ sở mối quan hệ hữu nghị tốt đẹp giữa hai nước, chính phủ Serbia đã quyết định sẽ tặng cho Việt Nam vaccine và một số trang thiết bị y tế phòng chống COVID-19, đồng thời bày tỏ tin tưởng với quyết tâm, nỗ lực của chính phủ và người dân, Việt Nam chắc chắn sẽ chiến thắng dịch bệnh. Thay mặt chính phủ Việt Nam, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn chân thành cảm ơn chính phủ và nhân dân Serbia về quyết định tặng vaccine cho Việt Nam, coi đây là nghĩa cử cao đẹp và một minh chứng của mối quan hệ hữu nghị truyền thống giữa hai nước và tình cảm chân thành giữa hai dân tộc. Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn khẳng định sự hỗ trợ quý báu và kịp thời này của Serbia chắc chắn sẽ góp phần giúp Việt Nam sớm kiểm soát đẩy lùi dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến phức tạp tại Việt Nam hiện nay. Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn cũng đề nghị phía Serbia xem xét việc nhượng lại số vaccine dư dôi, hỗ trợ các trang thiết bị vật phẩm y tế điều trị bệnh nhân COVID-19 cũng như xem xét hợp tác chuyển giao công nghệ sản xuất vaccine cho Việt Nam. Trao đổi về quan hệ song phương, hai bộ trưởng nhất trí tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực ưu tiên, nhất là chính trị ngoại giao, kinh tế thương mại, đồng thời mở rộng sang các lĩnh vực tiềm năng như hợp tác lao động, công nghệ thông tin. Hai bộ trưởng đánh giá cao sự hợp tác hiệu quả giữa Bộ Ngoại giao hai nước thời gian gần đây, thể hiện qua việc trao đổi các đoàn ở cấp bộ trưởng và tham vấn chính trị cấp thứ trưởng ngoại giao cũng như sự phối hợp chặt chẽ trên các diễn đàn quốc tế. Nhân dịp này, Bộ trưởng Ngoại giao Serbia đã trân trọng mời Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn sang thăm chính thức Serbia. Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn đã vui vẻ nhận lời và khẳng định sẽ tiến hành chuyến thăm vào thời điểm phù hợp khi tình hình dịch bệnh cho phép. Những điều cần biết về tiêm phòng vaccine COVID-19. Thực hiện nghiêm khuyến cáo 5K cho hộ chiếu vaccine COVID-19. Nanocovax được Hội đồng Đạo Đức thông qua, chờ cấp phép khẩn cấp. Theo một số chuyên gia, hiệu quả bảo vệ của vaccine Nanocovax có thể tương đương với nhiều vaccine COVID-19 khác trên thế giới. Riêng với biến chủng Delta, hiệu quả bảo vệ đạt khoảng 75%. Vaccine Nanocovax, Hội đồng Đạo Đức trong nghiên cứu y sinh học quốc gia Hội đồng Đạo Đức đã chấp thuận kết quả thử nghiệm lâm sàng giữa kỳ giai đoạn 3A đối với vaccine ngừa COVID-19 Nanocovax của công ty Nanogen. Hiện toàn bộ hồ sơ, dữ liệu đã được chuyển sang Hội đồng Tư vấn cấp giấy đăng ký lưu hành thuốc, nguyên liệu làm thuốc Bộ Y tế để xem xét trước khi Bộ Y tế có quyết định cấp phép khẩn cấp có điều kiện với vaccine Nanocovax. Được biết, thời gian quy định để cấp giấy đăng ký cho vaccine đủ điều kiện lưu hành là trong vòng 20 ngày, nhưng nếu vaccine Nanocovax đủ điều kiện như yêu cầu, thời gian cấp phép có thể ngắn hơn. Trước đó, Hội đồng Đạo Đức đã họp, thẩm định báo cáo giữa kỳ giai đoạn 3A vaccine Nanocovax, đánh giá về tính an toàn và tính sinh miễn dịch của vaccine. Theo nhóm nghiên cứu, vaccine Nanocovax đạt yêu cầu về tính an toàn và tính sinh miễn dịch. Khả năng trung hòa virus sống của vaccine tại thời điểm ngày thứ 42, 14 ngày sau tiêm mũi 2, là 96,5%. Trung bình nhân hiệu giá kháng thể PINT50 với chủng Vũ Hán là 63,5, trong khi ở nhóm giả dược là 5. Nhóm nghiên cứu cho biết ở giai đoạn 3A, đối tượng tham gia thử nghiệm đa dạng hơn về giới tính, nhóm tuổi, trong đó trẻ nhất là 18 tuổi, người cao tuổi nhất là 81. Nhóm 18 đến 45 tuổi chiếm 60%, 46 đến 60 tuổi chiếm 22%. Hơn 17% còn lại là nhóm trên 60 tuổi. Nghiên cứu cũng cho phép các tình nguyện viên có tiền sử dị ứng, bệnh tim mạn tính, đái tháo đường, tăng huyết áp, từng mắc ung thư, người béo phì, tham gia với tổng số 162 người. Đánh giá chung giai đoạn 2 và 3A, nhóm nghiên cứu kết luận, trung bình nhân nồng độ kháng thể NTSX đạt 57.56 UML, tăng gấp 218.93 lần sau 42 ngày tiêm vaccine. Tỷ lệ chuyển đổi huyết thanh đạt 99,2%. Hiệu quả bảo vệ của vaccine Nanocovax theo một số chuyên gia có thể tương đương với nhiều vaccine COVID-19 khác trên thế giới, trong đó với biến chủng Delta đạt khoảng 75%. Về các phản ứng phụ sau tiêm như đau tại vị trí tiêm, mệt mỏi, đau khớp, buồn nôn, chủ yếu ở mức độ nhẹ và trung bình.
Tại Việt Nam hiện có 3 vaccine COVID-19 đang thử nghiệm lâm sàng. Vaccine Nanocovax đang thử nghiệm giai đoạn 3. Vaccine Covivac vừa bước vào thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 2. Những điều cần biết về tiêm phòng vaccine COVID-19. Thực hiện nghiêm khuyến cáo 5K cho hộ chiếu vaccine COVID-19. Vaccine ACT-154 là vaccine được Mỹ chuyển giao công nghệ vừa thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 1. Thanh Hóa ghi nhận ca bệnh đầu tiên tử vong do COVID-19. Bệnh nhân, 53 tuổi, ở thành phố Hồ Chí Minh về Thanh Hóa và tử vong sau một thời gian điều trị cách ly tại Bệnh viện Phổi Thanh Hóa. Chiều nay 27 tháng 8, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Thanh Hóa cho biết tỉnh vừa ghi nhận một ca bệnh tử vong do COVID-19. Cụ thể, bệnh nhân là STD, 53 tuổi, ngụ ở xã Quảng Thái, Quảng Xương, từ thành phố Hồ Chí Minh về Thanh Hóa ngày 19 tháng 8 và được đưa đi cách ly tập trung, lấy mẫu xét nghiệm có kết quả dương tính với COVID-19 vào ngày 20 tháng 8 năm 2021. Thanh Hóa đã ghi nhận bệnh nhân tử vong đầu tiên do COVID-19. Sau đó, bệnh nhân được chuyển vào bệnh phổi cách ly điều trị và được chẩn đoán viêm phổi, đái tháo đường, đã điều trị tạm ổn định. Đến chiều 26 tháng 8, bệnh nhân có diễn biến nặng, được điều trị hồi sức cấp cứu tích cực, thở máy, hội chẩn bệnh viện đa khoa tỉnh Thanh Hóa, tuy nhiên bệnh nhân đã không qua khỏi và tử vong vào tối 26 tháng 8. Theo Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Thanh Hóa, trong vòng 4 tháng qua tính từ 27 tháng 4 năm 2021 đến 15 giờ ngày 27 tháng 8 năm 2021, số ca mắc COVID-19 trên địa bàn tỉnh đã ghi nhận 253 ca, trong đó điều trị khỏi ra viện là 99 người. F0 nào được dùng thuốc Monopiravir tại thành phố Hồ Chí Minh? Những điều cần biết về tiêm phòng vaccine COVID-19. Thực hiện nghiêm khuyến cáo 5K cho hộ chiếu vaccine COVID-19. Bệnh nhân mắc COVID-19 tại thành phố Hồ Chí Minh sẽ được phát một liệu trình sử dụng trong 5 ngày điều trị, gồm 20 viên Monopiravir hàm lượng 400mg. Ngày 27 tháng 8 năm 2021, Giám đốc Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh Tăng Chí Thượng ban hành văn bản hướng dẫn sử dụng thuốc Monopiravir cho F0 có triệu chứng nhẹ. Để đảm bảo việc cấp phát, sử dụng thuốc đạt được hiệu quả cao nhất và quản lý được nguồn thuốc được cấp theo chương trình, Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh cho biết trường hợp sử dụng thuốc ký cam kết đồng ý tham gia chương trình sử dụng thuốc Monopiravir. Trường hợp được dùng thuốc này là người có kết quả xét nghiệm SARS-CoV-2 dương tính, RT-PCR hoặc test nhanh kháng nguyên có độ tuổi 18 đến 65 tuổi. Thuốc Monopiravir đang được thử nghiệm điều trị cho bệnh nhân từ nhẹ đến trung bình. Về mức độ bệnh, F0 tham gia dùng thuốc là những người có triệu chứng nhẹ như sốt, ho khan, đau họng, nghẹt mũi, mệt mỏi, đau đầu, đau mỏi cơ, tê lưỡi, nhịp thở 20 lần một phút, SPO2 dấu lớn 96% khi thở khí trời và không có các dấu hiệu viêm phổi hoặc thiếu oxy. Trước đó, Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh đã phân bố số lượng và hướng dẫn quy trình tiếp nhận, cấp phát thuốc Monopiravir cho các quận, huyện, TP Thủ Đức. Cơ quan này đề nghị các trung tâm y tế khẩn trương tiếp nhận và cấp phát cho từng F0 đang cách ly tại nhà trên địa bàn, đảm bảo đúng người, đúng đối tượng theo hướng dẫn. Trạm y tế lưu động khi cấp phát thuốc cho F0 phải hướng dẫn cách theo dõi triệu chứng hoặc dấu hiệu không mong muốn. F0 khai báo tình trạng sức khỏe qua ứng dụng khai báo y tế điện tử và quản lý danh sách người F0 được cấp phát thuốc trên phần mềm, hệ thống quản lý người cách ly và người bệnh COVID-19, nhằm thuận tiện cho việc quản lý và thống kê báo cáo. Monopiravir là thuốc kháng virus, được Bộ Y tế đưa vào chương trình thí điểm điều trị có kiểm soát các trường hợp mắc COVID-19 tại nhà và cộng đồng Homebase Care. PGS Lê Đình Thanh, Giám đốc Bệnh viện Thống Nhất, cho biết F0 có triệu chứng hô hấp gồm hắt hơi, sổ mũi, mệt mỏi đến khi bắt đầu có viêm phổi, khó thở thì được dùng Monopiravir. Nếu thuốc giúp cơ thể khống chế được tải lượng virus, tỷ lệ bệnh nhân chuyển nặng sẽ giảm. Từ đó, các tầng điều trị bệnh nhân nặng cũng được giảm tải đáng kể. Trước đó, Hội đồng Đạo đức Nghiên cứu Y sinh học Quốc gia của Bộ Y tế đã chấp thuận báo cáo đánh giá giữa kỳ giai đoạn 2 của nghiên cứu thử nghiệm lâm sàng thuốc Monopiravir. Đồng thời, cơ quan giao Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh thử nghiệm chương trình có sử dụng thuốc Monopiravir có kiểm soát tại cộng đồng cho bệnh nhân COVID-19 thể nhẹ và trung bình tại địa phương này từ ngày 27 tháng 8 năm 2021. Những điều cần biết về tiêm phòng vaccine COVID-19. Thực hiện nghiêm khuyến cáo 5K cho hộ chiếu vaccine COVID-19. Một số nghiên cứu cho thấy chó, mèo có nguy cơ lây nhiễm COVID-19 từ chủ của chúng, vậy con người có thể lây nhiễm nCoV từ vật nuôi của mình không? Theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ, ở thời điểm hiện tại, không có bằng chứng cho thấy nCoV có thể lây truyền từ động vật sang người. Do đó, nguy cơ con người nhiễm COVID-19 từ thú cưng là rất thấp. Một nghiên cứu của Phòng thí nghiệm chẩn đoán thú y Wisconsin thuộc Đại học Wisconsin-Madison, Mỹ chỉ ra rằng nếu nhiễm COVID-19, chó mèo và các vật nuôi khác không xuất hiện nhiều triệu chứng và dường như không có khả năng lây lan virus sang con người.
hiện không có bằng chứng cho thấy nCoV có thể lây truyền từ động vật đã nhiễm sang người. Chúng tôi tin rằng động vật có thể mang trên mình virus. Nhưng chúng tôi không cho rằng bất cứ động vật nào trong nhà của bạn là nguy cơ đáng kể lây nhiễm COVID-19 cho người, Kate Wilson, giám đốc phòng thí nghiệm cho hay. Trong khi đó, theo RSPCA, về mặt lý thuyết, virus vẫn có thể được truyền từ người này sang người khác qua một bề mặt như lông của chó mèo, dây xích. Dù vậy, nguy cơ này là rất thấp vì nCoV không tồn tại lâu trên các vật liệu xốp như lông thú. Tuy nhiên, các chuyên gia khuyên cáo vẫn nên thận trọng và thực hiện các biện pháp phòng ngừa để giữ an toàn cho người, vật nuôi trong mùa dịch. Theo đó, nên cách ly thú cưng nếu nó bị nhiễm bệnh. Trong thời gian chăm sóc vật nuôi nhiễm COVID-19, cần tự bảo vệ mình bằng cách đeo khẩu trang, làm sạch và khử trùng các bề mặt mà thú cưng của bạn từng tiếp xúc, đeo găng tay khi dọn dẹp chất thải của thú cưng, rửa tay bằng xà phòng sau khi tiếp xúc với vật nuôi của bạn. Những điều cần biết về tiêm phòng vaccine COVID-19. Thực hiện nghiêm khuyến cáo 5K cho hộ chiếu vaccine COVID-19. Chính phủ Serbia đã quyết định tặng cho Việt Nam vaccine COVID-19 và một số trang thiết bị y tế. Điện đàm với Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn, Bộ trưởng Ngoại giao Nikola Selaković thông báo, chính phủ Serbia đã quyết định tặng cho Việt Nam vaccine và một số trang thiết bị y tế phòng chống COVID-19. Những điều cần biết về tiêm phòng vaccine COVID-19. Thực hiện nghiêm khuyến cáo 5K cho hộ chiếu vaccine COVID-19. Điện đàm với Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn, Bộ trưởng Ngoại giao Nikola Selaković thông báo, chính phủ Serbia đã quyết định tặng cho Việt Nam vaccine COVID-19 và một số trang thiết bị y tế. Ảnh, Tuấn Anh, ngày 27 tháng 8, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã có cuộc điện đàm với Bộ trưởng Ngoại giao Serbia Nikola Selaković. Tại cuộc điện đàm, Bộ trưởng Ngoại giao Serbia vui mừng trước những phát triển tích cực, bày tỏ coi trọng mối quan hệ hữu nghị truyền thống lâu đời giữa Việt Nam và Serbia với bề dày lịch sử hơn 60 năm, đồng thời khẳng định quyết tâm của lãnh đạo và nhân dân Serbia mong muốn tăng cường quan hệ với Việt Nam trên mọi lĩnh vực. Bộ trưởng Ngoại giao Serbia Nikola Selaković thông báo, trên cơ sở mối quan hệ hữu nghị tốt đẹp giữa hai nước, chính phủ Serbia đã quyết định sẽ tặng cho Việt Nam vaccine và một số trang thiết bị y tế phòng chống COVID-19, đồng thời bày tỏ tin tưởng với quyết tâm, nỗ lực của chính phủ và người dân, Việt Nam chắc chắn sẽ chiến thắng dịch bệnh. Thay mặt chính phủ Việt Nam, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn chân thành cảm ơn chính phủ và nhân dân Serbia về quyết định tặng vaccine cho Việt Nam, coi đây là nghĩa cử cao đẹp và một minh chứng của mối quan hệ hữu nghị truyền thống giữa hai nước và tình cảm chân thành giữa hai dân tộc. Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn khẳng định sự hỗ trợ quý báu và kịp thời này của Serbia chắc chắn sẽ góp phần giúp Việt Nam sớm kiểm soát đẩy lùi dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến phức tạp tại Việt Nam hiện nay. Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn cũng đề nghị phía Serbia xem xét việc nhượng lại số vaccine dư dôi, hỗ trợ các trang thiết bị vật phẩm y tế điều trị bệnh nhân COVID-19 cũng như xem xét hợp tác chuyển giao công nghệ sản xuất vaccine cho Việt Nam. Trao đổi về quan hệ song phương, hai bộ trưởng nhất trí tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực ưu tiên, nhất là chính trị ngoại giao, kinh tế thương mại, đồng thời mở rộng sang các lĩnh vực tiềm năng như hợp tác lao động, công nghệ thông tin. Hai bộ trưởng đánh giá cao sự hợp tác hiệu quả giữa Bộ Ngoại giao hai nước thời gian gần đây, thể hiện qua việc trao đổi các đoàn ở cấp bộ trưởng và tham vấn chính trị cấp thứ trưởng ngoại giao cũng như sự phối hợp chặt chẽ trên các diễn đàn quốc tế. Nhân dịp này, Bộ trưởng Ngoại giao Serbia đã trân trọng mời Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn sang thăm chính thức Serbia. Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn đã vui vẻ nhận lời và khẳng định sẽ tiến hành chuyến thăm vào thời điểm phù hợp khi tình hình dịch bệnh cho phép. Những điều cần biết về tiêm phòng vaccine COVID-19. Thực hiện nghiêm khuyến cáo 5K cho hộ chiếu vaccine COVID-19. Nanocovax được Hội đồng Đạo Đức thông qua, chờ cấp phép khẩn cấp. Theo một số chuyên gia, hiệu quả bảo vệ của vaccine Nanocovax có thể tương đương với nhiều vaccine COVID-19 khác trên thế giới. Riêng với biến chủng Delta, hiệu quả bảo vệ đạt khoảng 75%. Vaccine Nanocovax, Hội đồng Đạo Đức trong nghiên cứu y sinh học quốc gia Hội đồng Đạo Đức đã chấp thuận kết quả thử nghiệm lâm sàng giữa kỳ giai đoạn 3A đối với vaccine ngừa COVID-19 Nanocovax của công ty Nanogen. Hiện toàn bộ hồ sơ, dữ liệu đã được chuyển sang Hội đồng Tư vấn cấp giấy đăng ký lưu hành thuốc, nguyên liệu làm thuốc Bộ Y tế để xem xét trước khi Bộ Y tế có quyết định cấp phép khẩn cấp có điều kiện với vaccine Nanocovax. Được biết, thời gian quy định để cấp giấy đăng ký cho vaccine đủ điều kiện lưu hành là trong vòng 20 ngày, nhưng nếu vaccine Nanocovax đủ điều kiện như yêu cầu, thời gian cấp phép có thể ngắn hơn. Trước đó, Hội đồng Đạo Đức đã họp, thẩm định báo cáo giữa kỳ giai đoạn 3A vaccine Nanocovax, đánh giá về tính an toàn và tính sinh miễn dịch của vaccine. Theo nhóm nghiên cứu, vaccine Nanocovax đạt yêu cầu về tính an toàn và tính sinh miễn dịch.